Ngay chỗ đây có cái đồ bay ngang cường, ngay chỗ tao với Niên mới bay á. Giết nó. Để móc trái cho nè. Đồ. Cố cố cố. Như tụi trong đây sơ ti nó ra mà. Cái sơ ti nó bay đâu rồi? Qua luôn. I have not. Nó chạy xe. Chạy xe bên phải kìa. Nó lại. Lộn gì vậy? Bắn gục thôi chứ đừng có giết hết nha. Bò vô. Đi nhanh hơn nè. Là lợn bình nước. Ngay đây nè. Ôi em đi thẳng luôn. Điệp viên ở đâu vậy ta? Rồi điệp viên tú bên đó. Có người chị ơi. No. Chị 3 mét kích vừa đủ. Bên em nãy xin lỗi nha, tại vì bên em nãy nhảy lên 200 rồi mới có mấy phần trăm nữa cơ, không bắn được. Không sao. Nước thì nước. Có 22 đứa. Đây. Không được.
50 giáp còn được cái gì mà. Đấy, không lắc là em cứu được rồi. Thì sao? Cái mạng này nó bị sao ấy. Wow. Một thằng đang chạy, hai thằng đang chạy, ba thằng ngay dưới em luôn nè. Phải cái đồi nó căng rồi kìa. Kiếm được. Có được nhúng rồi. Bayuka đấy mà cho là cũng thầy. Ui. Lúc nãy mấy cái kích còn không? Bò nữa kìa. Quấn chồng chết. Ép nhỏ Phúc ơi. Em có không? Má em được bên rớt ở dưới rồi. Cứu nó trước thì bị té. Nhiều ta? Ít. Bốn thằng này là bao nhiêu? 23. Thì có tính chia bắn. Tăng trước. Bao nhiêu để coi đây. Chưa có gục. Cơ vậy mà trúng đầu trời. I'm going to go to the hospital.
Con chó rồi đó ta. Cái gì rồi? À đây, 30 nè. Ồ, 23 bóng. Ui, con này trên núi nữa. Đã bị chi, chưa cũng vậy đúng không? Chậm đi chân không?